Xin chào các bác đã trở lại kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay thì em làm một clip mà em có một đơn hàng mà gửi cho bác khách, đó là anh Hoàng Lê ở địa chỉ tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Anh đặt bên Hiếu Minh một sản phẩm, đó là một chiếc vang số cao cấp JBL KX180, và anh yêu cầu là set cho anh 41 bốn chương trình khác nhau, đó là echo dì vợt và mút nghe nha. Thì nhân tiện là em làm clip để gửi cho anh Hoàng đó, anh Hoàng Lê, thì em chia sẻ clip lên trên YouTube cho các bác cùng xem và trải nghiệm chất âm của chiếc vang số JBL KX180 này. Trước hết thì em sẽ review cái phần ngoại thất chiếc vang số KX180 này để cho bác nào mà chưa xem clip trước thì xem trong clip này. Trước mắt các bác đây thì em đang để chiếc vang số, em sẽ cài gửi cho anh Hoàng Lê. Hàng chính hãng nhập khẩu là của thương hiệu 3 sao các bác nhá. Đó, và sẽ có tem bảo hành 3 sao. Đây là hàng chính hãng này của công ty Hammer 3 sao. Các bác có thể check được mã QR cũng như là soạn tin nhắn của theo cú pháp để có thể là check được các sản phẩm chính hãng hay không, họ tổng đài họ sẽ báo về cho khách hàng. Đó. Và thiết kế thì sẽ là mặt phay nhôm và kết hợp của màu đen màu trắng nhìn rất đẹp, phối ghép vào bộ dàn rất là dễ, size 1U này, nhìn rất là đẹp, một chiếc vang số cao cấp. Phía sau thì sẽ có 3 cổng mic, thì có chiếc vang số này sẽ cài được 2 đường mic riêng biệt, mic 1, mic 2 thì sẽ một đường, mic 3 là đường mic riêng. Tín hiệu đầu vào sẽ có như là cổng quang BMG, VOD, và sẽ thêm một cổng live stream này, cổng cắm mic live stream. Và đường ra sẽ có 6 cổng ăn chơi gồm 2 cổng jack line này, center, sub và surround, và thêm một chiếc quạt gió mini làm mát bộ mạch của chiếc vang số này khi hoạt động. Tem 3 sao các bác nhé. Các bác mua hàng bên Hiếu Minh thì yên tâm là bỏ số tiền như thế nào thì nhận về sản phẩm tương ứng chất lượng. Và bây giờ thì em sẽ đi vào nó setup cho các mốt theo yêu cầu của anh Hoàng Lê, và sẽ gửi cho anh clip để anh trải nghiệm trước, và clip này thì em sẽ đăng lên YouTube để chia sẻ đến toàn thể các bác. Bây giờ sẽ nhờ cô của em để hát ca khúc karaoke để trải nghiệm chiếc vang số cao cấp JBL KX180 này. Tình còn vương mãi mãi, hương về trọn kiếp.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.